khoe mọi người cái bánh nướng nướng mọi người ơi. mọi người ơi Cái bánh này là bánh nướng nhưng mà nhân lại là nhân đậu xanh này, mọi người rất là đặc ơi biệt thơm bánh lắm. nướng Bánh nướng nên này. nướng đây là bánh nướng nhưng mà sao nó lại có nhân đậu xanh Lạ này. Đó. lạ đúng rồi để em thử cho các bạn xem nó ngon ngon lắm ngon lắm các bạn nha Mẹ ăn được nhé. Ngon lắm mọi người. Rất là đặc biệt. Năng ăn 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 tiếp. Nhưng mà sao lại màu đỏ? Đi chảy máu à? Đi chảy máu luôn không? Tay con này quả tay đó đây là quả 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 táo nha quả chuối nó bỏ tay nó không cắt hồ cắt bỏ tay để đấy đây là quả lê nha các bạn quả thế này các bạn Cái này là
Con muốn ăn. Mẹ quay cho mọi người. Con muốn ăn vịt quất, vị vịt quất. Con muốn ăn vị 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 vịt quất đấy con. Này nữa à? Con ăn những cái ngày trước tại vì con thích ăn vịt quất hơn. Đúng rồi. Cái này có thể làm cả bút. Giờ con ăn. Là tuyệt nhất. Con muốn lăng bó cho mẹ. Lăng bó cho mẹ.
không phải băng, băng làm để kệ đó, để cho nó tự đấy, băng làm ra nó khỏi, nó không phải làm đứt đâu. Nói đi, muộn cả. Mẹ không nhờ không được.